Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trưa chiều nắng nóng, tối đêm sương mù vẫn đang là trạng thái chính chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc trong hôm nay. Vào lúc này, ngoài trời nhiệt độ chạm ngưỡng 35 đến 37 độ. Lưu ý với quý vị và các bạn, đây mới chỉ là mức nhiệt đo được trong lều khí tượng, còn thực tế thì phải cao hơn khoảng 2 đến 3 độ nữa, nên quý vị cần hết sức lưu ý đề phòng. Đi cùng với nhiệt độ cao và nắng mạnh thì chỉ số tia UV cũng đang ở mức báo động. Trưa nay toàn miền Bắc cảnh báo về tia UV ở mức cao, đặc biệt là tại Hà Nội, Sapa hay là Quảng Ninh, chỉ số tia UV đều dao động ở mức từ 8 đến 10, tức là ở mức gây hại rất cao đến sức khỏe con người. Nó có thể gây bỏng da hoặc là giảm thị lực mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mạnh liên tục trong vòng 10 phút. Do đó quý vị không nên lưu thông ngoài trời vào thời điểm này để đảm bảo sức khỏe. Tương tự như vậy, tại thủ đô Hà Nội vào lúc này trời cũng quang mây, trong xanh và nắng mạnh. Nhiệt độ ở ngưỡng 36-37 độ gây ra cảm giác oi nóng cho người dân khu vực. Đến chiều tối, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống khoảng 8-9 độ về mức 28 độ. Cảm giác nắng nóng buổi trưa sẽ giảm bớt và tiết trời dễ chịu hơn. Nắng và nóng cũng đang chi phối thời tiết miền Trung, tuy nhiên mức độ nắng nóng nơi đây thì lại không đồng đều. Ở khu vực từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35-37 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận thì cường độ nắng giảm đi đôi chút, chiều tối lại có những cơn mưa xuất hiện khiến cho nhiệt độ trưa chiều chỉ ở mức 32-34 độ. Nằm ở Trung Trung Bộ, vì thế mà Đà Nẵng cũng đang có kiểu thời tiết khó chịu và oi bức. Vào lúc này trời quang mây, nắng mạnh với nhiệt độ ở ngưỡng 35 độ. Cùng với đó là chỉ số tia UV ở mức cao. Do vậy thì nếu phải di chuyển ngoài trời vào khoảng thời gian này, quý vị lưu ý sử dụng những vật dụng chống nắng như là kính râm, áo chống nắng hay là kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Đến tối đêm nhiệt độ giảm hẳn ở mức là 28 độ, trời khô ráo và không mưa. Điểm dừng chân cuối cùng là Tây Nguyên và Nam Bộ. Gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động yếu đi nên khu vực có nắng nhiều hơn vào ban ngày. Về nhiệt độ, trưa chiều dao động ở mức là 29-31 độ tại Tây Nguyên và từ 29-34 độ ở Nam Bộ. Chiều tối, khu vực vẫn có mưa rào và dông cục bộ, tập trung chính ở miền Tây Nam Bộ. Không nằm ngoài xu thế thời tiết đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiễu động phía đông không còn tác động nhiều đến khu vực. Nơi đây chỉ chịu tác động chính của gió Tây Nam ở mực thấp nên thời tiết khá tốt. Trưa nay trời nắng nhiều, độ ẩm giảm và nhiệt độ cao nhất là khoảng 34 độ. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác nhưng không gây ảnh hưởng tới đời sống dân sinh của cư dân địa phương. Sáng sớm nay, độ ẩm trong không khí cũng tăng đáng kể so với một vài ngày trước. Tuy nhiên hôm nay thời tiết sẽ lại chuyển trạng thái nắng nhiều và khô do hoàn lưu phân kỳ khô sẽ lại được thiết lập và hoạt động trở lại. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ giảm về ngưỡng xung quanh 35 độ, ít điểm nóng trên 36 độ. Riêng phần Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai Yên Bái do ảnh hưởng của rãnh thấp nên trời nhiều mây hơn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Theo cảnh báo thì từ khoảng chiều và đêm ngày 6 tháng 9, thời tiết chuyển mưa dông tăng dần và khả năng một đợt mưa rào và dông kéo dài sẽ xuất hiện ở Bắc Bộ từ khoảng ngày 7 tháng 9. Đến với khu vực Trung Bộ, dự báo sang hôm nay, ở tầng cao hoàn lưu của không khí phân kỳ khô sẽ ảnh hưởng và chi phối khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày qua. Phổ biến là thời tiết nắng nhiều và nóng với mức nhiệt độ cao từ 35-37 độ từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ngãi, và đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Các tỉnh thành Nam Trung Bộ do chỉ nằm ở rìa của cao cận nhiệt đới trên cao với trường gió đông đi vào khu vực. Do đó mà khả năng chiều và đêm có mây dông hình thành, có thể cho mưa và dông vài nơi. Mặc dù chỉ có hình thế mưa dông ở diện hẹp, nhưng không loại trừ khả năng có nơi mưa trên 20mm. Nên nhiệt độ ở phía Nam Trung Bộ cũng duy trì ổn định ở mức 33-35 độ. Nhiễu động từ phía đông di chuyển vào gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã tạt dần sang khu vực phía Tây, nên dự báo trong hôm nay thời tiết trên cả hai khu vực này sẽ có nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên khả năng rất ít điểm mưa cục bộ lớn do nhiễu động đã không còn. Dự báo nền nhiệt trong ngày hôm nay tăng nhẹ, phổ biến vẫn là từ 31-33 độ ở Tây Nguyên và từ 33-35 độ đối với khu vực Nam Bộ. Ở thủ đô Hà Nội sẽ trở lại trạng thái ít mây và có nắng nhiều. Tầng thấp mặc dù vẫn có mây dông nhưng khả năng mưa rào thấp, có chăng thì chỉ có mưa cục bộ vài nơi và kết thúc nhanh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến ở khoảng 35-36 độ, nội đô có thể cao hơn một chút.
Thời tiết ở Hà Nội có thể còn nắng nóng trong 1-2 ngày tới, sau đó giảm dần từ ngày 6 tháng 9 và có khả năng chấm dứt từ ngày 7 tháng 9. Thay vào đó là nhiều ngày có mưa rào trở lại. Nhưng hình thế gây mưa cũng dự báo chỉ hoạt động chính vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm. Thời tiết thành phố Hải Phòng ngày hôm nay ở tầng thấp gió Nam và Đông Nam hoạt động sẽ nhiều khả năng tạo ra những đám mây dông không lớn nhưng cũng có khả năng cao là sẽ gây mưa rào bất chợt trong ngày. Trong khi ở tầng cao hơn của bầu khí quyển là hoàn lưu ngăn cản mây. Do sự hoạt động trái ngược của hình thế ở tầng thấp và tầng cao nên thời tiết có khả năng sẽ là nắng nhưng vẫn có mây dông đan xen và có thể có mưa rào cục bộ bất chợt vài nơi. Dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay dao động xung quanh mức 34 độ trên khu vực. Đến với thành phố Vinh, trong hôm nay sẽ vẫn là một ngày nắng với mức nhiệt cao nhất trưa chiều quanh ngưỡng 35-36 độ. Trong đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động hong phơi đồ thủy hải sản của bà con ngư dân ven biển, nhất là khi mà tình trạng nắng và nóng ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng còn duy trì đến vài ngày tới. Đến với thành phố Đà Nẵng, hôm nay thời tiết cũng khác biệt so với những ngày vừa qua. Ngày nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng 36 độ. Mây dông hình thành vào buổi chiều sẽ hoạt động yếu hơn và do đó thì khả năng mưa rào vào chiều tối giảm hẳn. Vùng ven biển thời tiết tốt, nắng nhiều, sóng thấp, thuận lợi cho các hoạt động ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân. Thành phố Đà Lạt trong ngày hôm nay thời tiết cũng có nắng vào ban ngày. Khả năng có mưa dông trong ban ngày thấp hơn nhiều so với những hôm vừa qua, khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như là sản xuất ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất hôm nay trong khoảng 24 đến 25 độ. Chiều tối sau 3 giờ có khả năng gây mưa rào và dông. Tuy nhiên lượng mưa không nhiều như những ngày vừa qua. Đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay nhiễu động phía đông không còn tác động nhiều đến khu vực Nam Bộ. Chỉ đơn thuần hoạt động của gió Tây Nam ở mực thấp nên thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh khá tốt, nắng nhiều trong ngày và độ ẩm giảm. Dự báo chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhìn chung không có khả năng mưa dông mạnh gây ngập úng. Nhiệt độ cao nhất trên khu vực này sẽ dao động ở mức 34 đến 35 độ.